bài chị đó thì cả đó nữa này cái này dành cho luôn á. Là một cái tôi coi càng cái gì vào ปัดอีน้องเข้ามาเราตัวเดียวนะน้องมาไง Nhiều phép quá. Hơn nhiều thấy. Đủ nào bà? Mày chẳng này. Đứng con này. Đứng chẳng này. Mười tám cân dưới không? Ừ, thì 16 cân. À, phải bốc lô nào? Hắn nhận tiết thôi. Bình thường tại tao cũng mới. Ủa đó. Hả? Ủa đó. Ngồi để mua bảo luôn. Một năm mươi lắm. Đó. Hai chữ tư quá. Đó. Thì y chiều nữa. Ừ, 2 triệu, 2 triệu. Hả? Hiểu đấy.
감사합니다
Anh ơi, ơi. Ừ. Đi chơi nhiều đồ đấy. Năm ấy cho anh em mấy mạnh khỏe nhá. Ừ. Càng ngày càng phát triển kiếm như thật nhiều đô la. Ngồi đây nhá. Ngồi đây nhá. Quay rồi. Cái này một dây quàng cổ nha. Em hở. Đấy. Quàng cổ vào. Đổ ra luôn à. Chứ hợp đồng đi thôi. Không loại số chuyện hết. Bởi thế. Thế nó chỉ rót để bên đây. Bên này có mà tự uống có cái. Bọn này sao biết ở bên đây mà khi sang đây á tôm ra. Thì bóc không ra à. Ra xanh rồi đồng cái này tôm chỉ nó đi. Đây. Này không này, cái này. Đấy. Ừ. Đấy, uống đi, đúng rồi, nhà rồi bố ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, phải rượu nha, tôm ra nhá. Nó ngọt thôi, chỉ có vàng ấy. Có đứa nào ăn kẹo à? Cái gì? Phá đấy bọn sản xuất ra, thích lắm ấy. Ngon bắn. Nhìn phết nhỉ, ha. Hả? Ừ, phá. Đấy, mua mấy hốc lá. Hốc lá. Đấy. À, nãy giờ ăn bim bim hết túi này túi kia con. Hả? Ăn đi thôi. Đi, quả bưởi nó đỡ. Ăn rồi mệt túi rồi. Ba. Hôm nay mình đã được ăn đặc sản Ninh Bình cá khô ăn. Ủa, tôi muốn ăn thế.